Này bao tiền? Rẻ mà, 3 triệu. Ui, 3 triệu à? Bao nóng đây. Còn những hàng khác anh chả đảm bảo, có cái này mấy cái kia đâu. Dạ. Đạt, đấy là đạt tiêu chuẩn. Còn những cái khác anh cũng dám nói. Rồi, gọi là có nét thôi. Để lên lên hình có đã. Đây này là tay này. Hôm trước vào nhà bác Huấn thực sự là cũng chưa nhớ tên, nhưng mà có giao lưu cây hồng mộc mai của bố nhà cho bác ấy thì vào đến thăm cái vườn của bác ấy trên sân thượng. Nói chung là mình như là bần nông gặp địa chủ ấy các bác, từ cây cho đến cốt cán con người, không thể nào mà sánh được. Tất nhiên là các bác thâm niên rồi. Đó. Gốc nhài bao nhiêu huynh? Nhài là bao nhiêu đây? Triệu rưỡi. Dạ? Triệu rưỡi. Dạ. Cụ về uống trà ngửi thơm đấy. Bảo về uống trà này thơm đấy. Không phải ướp. Cho mua được như ông nhỉ. Mua cái ngọc cụ này ra không có tiền mua được không? Đúng không? Đúng rồi. Không, tao mua đã cố được, tao mua được là tốt. Đấy, thế tôi chứ còn không bao giờ là lấy được. Không bao giờ bán lại cả, nhưng mà chết thì là mình đồ ý là mua là được. Thế cho nên mình nói là các ông đây là đi chơi cho nên chỉ mua gốc thôi chứ không mua cây. Cây thì đầy nhưng mà gốc nó độc nên nó mới chơi gốc thôi chứ. Đúng rồi. Gốc này bao tiền? Triệu rưỡi anh ạ. Mấy? Triệu rưỡi. Anh ạ. Đây chú. Nói chung là cái cây đô thì toàn nhận biết họ. Gốc này cho vào cái chậu nó thấp thấp tí nhìn nó nổi. Cho vào cái chậu như thế này nè. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Không uống trà cũng chợ cũng nghiện. Em cứ để ở cái chợ thì nó có thế nào thì dòng thì bán nhá. À đúng rồi, đi chợ thì mà có chỗ đẹp quá thì tăng giá thành. Rồi mà mình về mình lại được, mình về mình lại được động vào. Ôi cần mua cây người ta về ta muốn thích đâu cái chợ này, ra chợ nó đa dạng người mà rồi đa dạng khách. Cho nên là mình đơn giản thôi. Chứ nếu không cây hoa trong cái nhài này được cái này trên lá nó cứng, hoa nó cứng. Cứng lá. Cái hoa nhài đỏ kia mà nó mỏng quá, mong manh nhài đỏ, mong manh. Nhà đơn nhà kép này. Nhà đơn nhưng mà nhà kép cây này thì nó phải khoảng 6 triệu. Nhà kép hoa nó bền. Hoa này không thì bền, nhưng mà hoa nó dày thôi chứ nó không bền. Được cái bệ nó. Mới bị nhập tiền. Có nét tí rồi, nhiều người quan tâm quá. Đúng không ạ? Đặt được thế nào? Với các cộng mình cái chơi cái này thì phải về chị nhà vui thần nhớ thơm. Cái hoa là anh cũng có một cái đấy. Cái này về mình dễ hòa đồng với bà xã hơn. Cứ cho thiên hạ tan bớt đi. Bây giờ đang ngắm đông này, đang nóng quá. À, khu vực đằng kia chưa anh? À, anh chưa. Anh qua đây luôn xong rồi đi ra đằng kia sau. Đấy. Sao nó khó. Hơi khó. À. Tất nhiên. Cụ cũng chỉ xem thôi chứ cụ chưa bốc đâu. Thôi có khi chốt con nhà rồi sau rồi mình dành ở phía sau anh ạ. Sắt dư lượn con. Thằng em thích cây này làm nào này? Để thằng em bao nhiêu đây? Để thằng em bao nhiêu? Em này nhá. Vâng. Em này này em cũng chậm mốt 800 xong luôn. Không, anh chị. Vì riêng em nói là cho em đấy. Còn nếu anh nói chậm rưỡi
còn nếu mà em lấy được cho anh thì anh để cho đấy. Còn thôi nếu mà nộp nạ thì anh để cho nó thoải mái nhất, còn thực tế anh chị. Ok anh, cái cây này có phải của anh không? Không, cây không phải. Anh chỉ có cái tùng này thôi, anh này. Tùng này chưa có chân. Nếu mà cây này có chân thì nó tiền cũng quan trọng nhưng mà phải có tưng cơ. Ổi đây. Ổi này bao tiền anh? À chà, cổ đang ấy ơi. Ra. Chắc là vừa sáng nay vừa xong rồi. Ba cái cột điện đây. Ừ. Hôm qua sáng nay vẫn còn ở ngoài kia mà. Ừ. Rồi sang đây thì cứ qua lại. Ba cái cột điện. Ba cái cột điện. Anh Hiển ơi. Xong nhá. Đấy. Rồi như anh chiều luôn. Nha. Ui. Ông này thì nhìn giống thiên trụ phết nhỉ. Được đấy. Tua. Thiên trụ đấy. Nay có vẻ hơi vắng vắng ấy nhỉ anh nhỉ. Anh thích cái gì múc thôi. Anh Hải ơi, lấy cho ông anh của nãy thích. Chứ em thì chưa có ấm trà để chơi. Bên kia cả. Vâng, tí em ra là ngay. À, cái cột điện của bố nhận ra đây rồi. Đây, để xong rồi ra đây làm việc với anh này. Quay kỹ lại cụ nhà này. Thật chết, đang có người hỏi cái sạch. Xe mầm này bình thường đẹp. Đang có giá là bao nhiêu đây? 5 triệu. Giống thiên trụ phết nhỉ. Sách nhưng mà chưa biết kể đâu. Sư ra những con xanh già nhìn phân mắt chân tôi gọi này.
lại vẽ à? Này thì tuổi thì không thể đếm được. Tay cũng theo tán theo lối mới ấy. Hay rồi. Trực thì không chê được. Trực cổ. Nói chung nhìn tổng thể nó hài hòa từ cái chiều cao thân thiết chân bệnh. Cổ có kim có bông tán theo lối mới. Đẹp. Cơ bản đây là được rồi. Chân bông răm con này nuôi gì cứ thế này mà chơi. Thực sự ra là bây giờ nó đang vừa mới cắt sửa ra lộc lon lộc lết con lên, bây giờ nó đang lấy đi xe cô nhìn gió máy nó ấy như vườn à. Bây giờ nó cứ lên một hai lên lộc xé đi phát giá xem mặt sau cái đó nhé, 25 triệu. Bệ phía này còn đẹp này, bệ phía này còn đẹp nữa. Bệ bệ bên này nhìn thích hơn này. Đẹp. Cây này mua cái chậu này khoảng chậu đẹp đẹp đưa vào cái bể đẹp đẹp quá, đưa lên thì nó lại đang xanh trong. Bảo đẹp nhìn đẹp này. Lại có thêm đá xanh xiếc vào. Đây nhìn mặt bệ đẹp không? Nhìn thân hai mặt nó đều đẹp. Trực khỏe, rất khỏe. Khỏe. Ngài tích trực, chơi trực chảy như anh em mình chơi trực. Nhìn chơi trực là... ra thì trong sân thì nó phải có cây lọ cái kia à. Mỗi cây một lối một dạng. Nói chung là chơi trực là cuộc chơi khó nhất rồi. Có, chơi trực rất khó. Đồ này là thực sự ít khi có ra chợ. Có cái là đợt này nó đang cây cuối bán nó chậm chậm bí bí, bắt buộc phải mang xanh đẹp đi để bán thì giúp được tiền tiêu này. Mấy cái này nó về trên góc này cái này nó bỏ ra nó phang, nó bỏ ra nó quáng cái rễ nó hơi thẳng, cái rễ kiểu nó thẳng tưng như dưới này mà bỏ ra nó ăn tiền quỵt. Về dỡ bớt cửa lá, dỡ bớt bệ. Anh ở đây. Rút rồi em vẫn tay đang bận tí. Luôn, tí nữa cho ông anh ra cầm luôn nữa phải trả tiền. Ôi, em có phải đi cái món đấy đâu. Không, nhưng mà cứ để tí đi cũng được. Không phải nhớ rồi. Rồi rồi. Anh em lần này còn lần khác. Lộc à? Ui rồi. Mà ha. Lần đầu tiên được lộc rồi. Xin cảm ơn nhé. Lộc cứ phải nhận này. Ôi đẹp quá. Ông Lộc cứ phải nhận chứ. Cười kì đẹp ghê đấy. Cây cây đi vào ATM. Đây được rồi. Xúc nha. Rồi đang mê la hán đẹp nhưng mà lại chưa thấy. Rồi đi ra khu vực mũi.